Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 9, huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện nhằm quán triệt triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 26 nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong đó nhấn mạnh những quan điểm nguyên tắc mục tiêu yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy tổ chức đảng quán triệt lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình đảm bảo đồng bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời phân tích làm rõ thêm một số nội dung mới và quan trọng trong chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị bám sát chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 226 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Huyện ủy Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2025-2030 kế hoạch nêu rõ yêu cầu nội dung, cách thức tổ chức công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, cơ cấu đại biểu, công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện chỉ đạo đại hội cấp chi bộ, đảng bộ các cấp. Theo đó, đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2025, đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26 hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2025.